Có rất là nhiều bài. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ viết lớp 3 bài 4. Ở đây chúng ta mới học đến cái phần là mảng cơ bản thôi. Cho nên người ta cố tình viết khó. Chú ý chỗ này nhé. Cố tình viết hai mảng và yêu cầu các bạn sắp xếp. Cho nên khi mà mình sắp xếp một mảng thì mảng bên kia mình phải đi theo. Và điều này là khó. Nếu như mà mình chỉ có hai thông tin họ tên và điểm thôi thì mình đã thấy mệt rồi. Chứ mai mốt mà nó có địa chỉ, nó có số điện thoại, nó có ngày tháng năm sinh là nó đi theo rất là nhiều thông tin mà mình tạo nhiều mảng thì điều đó là bất tiện. Bất tiện thì mình mới dẫn đến đối với trong si là mình dùng cái kiểu gì? Nếu trong si trong si mình sẽ dùng struct. Còn đối với lại Java thì các bạn sẽ được học theo dạng class, là chuyển cái struct đó thành cái dạng là class, là một lớp. Ví dụ lớp sinh viên là trong đó nó có thuộc tính mã sinh viên, họ tên sinh viên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, điểm, vân vân. Thì nó giống như là struct. Nhưng mà struct là nó chỉ có thuộc tính mà nó không có xử lý được. Còn đối với lại class trong Java thì nó tương đương với lại struct, tức là nó có nhiều thuộc tính và nó kèm theo là nó là viết những cái hàm để xử lý các thuộc tính đó. Ví dụ mình có một cái hàm xử lý là xét học lực, mình có điểm rồi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa rồi, thì mình tính được điểm trung bình và mình xét được học lực luôn là trong chính cái class sinh viên đó. Và cái mà cái hàm mà để xét đó thì chúng ta gọi là cái gì? Như vậy chúng ta sẽ có là thuộc tính và phương thức ha. Qua class thì chúng ta có phương thức, cái hàm thì chúng ta gọi là phương thức trong một cái class. Và trong bài này chúng ta sẽ khai báo hai cái mảng. Một cái mảng là họ tên thì nó sẽ kiểu dữ liệu gì các bạn? String. Một cái bảng điểm là kiểu double. Và chỗ này chúng ta sẽ new class 00, thật là quen thuộc ha. BS19200. Đây, ở kia là 19200, chỗ này BS chúng ta sẽ làm ở đây là lớp 3. Và trong đề này người ta có yêu cầu viết menu không? Không yêu cầu viết menu thì chúng ta sẽ làm các cái bài độc lập. Và một cái việc là nếu như mà các bạn đã quen được cấu trúc khi mà mình gọi hàm ở đây thì các bạn ghi là public static rồi kiểu trả về. Tại vì mình đang gọi trực tiếp ở trong cái hàm main này, nó là static. Cho nên lúc mà mình khai báo cái hàm ở bên ngoài này cũng là public static. Đó là nó theo cấu trúc này. Còn mình qua khi mà mình viết cái class riêng thì nó hơi khác tí xíu thôi. Static. Và cái hàm của mình void bài, mình ở đây là mình đang để là bài 4. Rồi, bài 4. Và trong bài 4 này mình sẽ ghi một câu thông báo là quản lý sinh viên. Quản lý sinh viên. Bài 4.
Rồi, quản lý sinh viên, và bây giờ mình sẽ khai báo hai cái mảng liên quan ở đây. Một mảng là screen họ tên. Họ tên sinh viên. Và chúng ta sẽ khai báo cái mảng này bằng cách các bạn sẽ new screen, và mình sẽ giới hạn cho cái số lượng sinh viên này, giả sử như là 50 sinh viên. Khai báo. Được chưa nào? New screen. Có chữ từ khóa new. Và bảng điểm thì mình sẽ sử dụng double, là điểm sinh viên, cũng là mảng, bằng new double, 50 con điểm. Được không? Và mình sẽ có được số lượng sinh viên. Mình cho N trước. Bạn có thể nhập N này từ bàn phím, và mình cho N bằng 5. Mình sẽ quản trị 5 sinh viên. Mình có thể nhập N này từ bàn phím. Và mình để nhập N sinh viên thì mình dùng vòng lặp gì? À, chỗ này sẽ nó có hai cách dùng. Một là chúng ta biết trước thì chúng ta dùng vòng lặp for. Bởi vì chúng ta có 5 sinh viên. Còn nếu trong trường hợp mà người ta nói là nhập cho đến khi nào muốn thì kết thúc, thì chúng ta dùng vòng lặp. Mạnh dạn lên. Nói đúng rồi. À, dùng while. Và chúng ta sẽ hỏi thử là có tiếp tục không. Được chưa? Đó là cấu trúc của chúng ta, có hai cách. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng for. For làm sao đây? For. À, in e, ok. Nhớ, nói lớn lên. Sai thì chúng ta sửa. Rồi, gì nữa nào? Y bé hơn. Có bằng không? Bằng không? Bằng thì sao mà không bằng thì sao? Mình cần nhập mấy sinh viên? 5 sinh viên. Nếu y bằng 0, chạy đến y nhỏ hơn bằng n, thì chuyện gì xảy ra? Lặp mấy lần đây? 6 lần. Mình cần nhập mấy sinh viên? Ok, vậy chỗ này có bằng không? Không bằng. Chú ý chỗ này nha. Rồi, y cộng cộng. Trong này mình làm gì? Scan, khai báo ở ngoài. Ngoài vòng for. Bởi vì là mình chỉ cần khai báo một lần thôi. Còn bên trong vòng for mình xài chứ. Mình đâu có khai báo hết. Bằng nếu skin. Gì nữa? Đến giờ này nhớ chưa? System.in. Trong này chúng ta sẽ xuất ra câu thông báo system out.print. Nhập họ tên sinh viên thứ gì? Thứ cộng với gì đây? Nếu như mà bạn có chỗ này dùng dấu hai chấm, ví dụ như sinh viên thứ 1 hai chấm, mà chúng ta dùng lệnh print thì nó sẽ bất tiện. Tại sao bất tiện, biết không? Chỗ này bạn sẽ y cộng 1, xong rồi bạn phải cộng thêm nháy kép hai chấm cách. Mình nối chuỗi mà. Mình đang dùng lệnh print. Mình nối chuỗi. Cho nên là mình nối vậy nó hơi rối, đúng không? Thì mình dùng gì? Mình thay vì dùng print thì mình dùng gì? Nói lớn lên. Đúng rồi. Dùng gì? Ừ. Nói lớn lên chứ. Sai thì sửa mà sợ gì? Thôi. Chỗ này mình đổi lại. Dùng printf. Printf thì chỗ này sao? Phần trăm. Phần trăm. Phần trăm d hai chấm cách ra. Tại sao mà phần trăm d ta?
Tại vì mình đưa cái gì phía sau này? Y cộng 1. Tại sao mình không đưa y? Ừ, có sinh viên không nó kỳ kỳ đúng không? Sinh viên 1, ok. Như vậy mình đã có được cái nhập họ tên cho sinh viên 1. Và lúc này chúng ta sẽ có họ tên sinh viên thứ y bằng scan chấm chấm gì nhỉ? Chấm. Đúng rồi, nó to lên. Nói to lên cho cô khen. Nó nhỏ nhỏ quá sợ sai. Cô la, không la đâu. Tiếp, nhập gì nữa? Và tương tự như vậy, ở trên này chúng ta cũng có là printf. Nhập gì đây? Điểm sinh viên. Sinh viên thứ phần trăm D, hai chấm cách ra phẩy y cộng cộng 1, và điểm sinh viên thứ y, điểm sinh viên thứ y bằng scan chấm net gì ta? Net double. Đúng rồi, điểm của mình khai báo double. Như vậy mình đã có một cái mảng 5 sinh viên. Rồi bây giờ xúc ha. Tại vì ở đây chúng ta chưa có viết hàm, cho nên nhập và xúc các bạn viết chung với nhau. Khi nào mà chúng ta có phương thức chúng ta viết hàm nhập, hàm xúc đồ riêng thì chúng ta sẽ gọi riêng. Còn tạm thời tại thời điểm này thì chúng ta cứ làm chung. Và chỗ này xúc thì các bạn cũng dùng for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Có bạn nào đang bị lấn cấn chỗ này không? Hello, chỗ vòng for này có ổn không? Ổn ha, không ổn nói. Rồi mấy bạn ở vùng sâu vùng xa đó có nghe kịp không? Hello, đang dọn gì bên máy bên cạnh vậy? Nghe kịp không? Kịp gì? Nãy giờ nói gì nghe kịp? Nghe kịp gì nói thầy nghe coi. Hả? À, dòng kho này thầy đang muốn làm gì, định làm gì chỗ này? Làm gì nè? Nhập chưa? Ngồi xa quá vậy? Trên này còn chỗ trống nè. Hả? Rồi, chú ý nha. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng vòng for thứ hai để xuất ra. Add out. Mình sẽ xuất theo họ tên, cách ra cái điểm. Và chỗ này chúng ta sẽ dùng printf. À, họ tên, ví dụ phần trăm s xiệt t phần trăm d. Chúng ta sẽ xuất họ tên sinh viên thứ y phẩy điểm sinh viên thứ y, và cuối cùng chỗ này các bạn xuống dòng cái, chứ không là nó xúc ngang hàng hết. Được không? Mình cứ xúc đi. Mình thấy nó xấu, mình sửa. Chỗ này bạn có thể là định cái khoảng trống cho nó xúc cái chuỗi này ra nè. Sinh viên thứ nhất, mình có 5 sinh viên. Nguyễn An, điểm sinh viên thứ nhất 8. Đây, bị sai nè. Nhập họ tên sinh viên thứ hai, chuyện gì xảy ra? Ừ.
Bị gì ta? Tại sao mà nó không cho nhập họ tên sinh viên thứ hai? Này trong si mình gặp rồi. Bị gì? Giờ mình tờ thì chúng ta gọi hiện tượng này là bị gì? Trôi. Trôi lệnh. Như vậy ở chỗ này nè, sau khi mà mình nhập cái sinh viên chỗ này điểm nè, double thì nó bị trôi lệnh. Trôi lệnh. Thì các bạn có thể xử lý cái trôi lệnh cơ bản nhất là các bạn sẽ làm gì? Scan chấm net line thử nha. Còn không thì bạn sẽ sử dụng một cái lệnh để xử lý trôi lệnh, tức là xóa bộ nhớ của vùng vùng nhập. Xóa bộ nhớ của vùng nhập. Bây giờ chúng ta dùng cái đơn giản trước. Chưa, để máy thầy nó bị lỗi cái chỗ dịch. Sinh viên thứ nhất Nguyễn An, điểm 8. Họ tên sinh viên thứ hai Trần Thu, 9. Sinh viên thứ ba Bùi Cang, 7. Sinh viên thứ tư Lê A, 5. Sinh viên thứ năm gì nào? Có gì nữa? Nguyễn Tư, 3 điểm. Rồi, lỗi gì? Format. Nhập được rồi đó. Xuất lỗi gì? Sinh viên nhỏ hơn N. Sinh viên thứ y, điểm sinh viên thứ y. Phần trăm S, phần trăm D, đây sai chỗ này. Phần trăm F. Tại vì của mình là điểm là double. Double là kiểu thực, thực phần trăm F. Rồi các bạn code cái đoạn đấy chạy thử coi nào. Sau khi mình nhập và xuất xong, các bạn sẽ bắt đầu sắp xếp. Và trong đề người ta nói là sắp theo cái gì? Xuất mãn đã nhập, mỗi sinh viên có thêm học lực. Học lực. Học lực. Như vậy chỗ này mình phải kèm theo cái học lực nữa rồi mình mới xuất sau. Trước khi xuất chỗ này mình sẽ kèm cái học lực. Trước khi xuất nè, mình sẽ kèm cái học lực vào. Như vậy chỗ này mình sẽ kiểm tra học lực nhỏ hơn 5, 6.5, 7.5, 9 và trên 9. Chỗ này mình dùng vòng lặp gì? Của if. If lòng đúng không? Chỗ này chúng ta sẽ có string học lực. String học lực. Nếu gì ta? Mình xét cái gì? Làm sao mình biết được là học lực bao nhiêu, là loại gì? Mình xét cái gì? Xét điểm. Vậy chỗ này mình if gì? Đúng rồi, mình lên điểm sinh viên thứ thứ y. Rồi sao? Điều kiện chỗ này là gì? Xét gì trước? Tùy, các bạn có thể xét từ nhỏ đến lớn hoặc xét từ lớn về nhỏ. Tùy các bạn xét ha. Mình có sẽ theo đề luôn. Nếu nhỏ hơn 5 thì gì nào? Nhỏ hơn 5 thì mình sẽ kết luận là học lực sao?
bằng yếu. Học lực bằng yếu, còn không? Nếu điểm sinh viên thứ y nhỏ hơn, nhỏ hơn 6.5 thì học lực bằng trung bình L. Nếu gì? Điểm sinh viên thứ y nhỏ hơn mấy? Ủa rồi còn cái số mà lớn hơn bằng 5, lớn hơn bằng 5, lớn hơn bằng 6.5 ở đâu rồi? Tại sao thầy làm xong cái thầy bỏ đâu hết rồi? Nó đi đâu ta? Nhỏ hơn 7.5 thì chuyện gì nào? Học lực bằng khá L. Nếu điểm sinh viên thứ y nhỏ hơn 9 thì học lực bằng chỗ này giỏi, còn không học lực bằng xuất sắc. Như vậy chỗ này mình sẽ xuất thêm cái học lực vào đây. Chỗ này giả sử như điểm mình sẽ cho là 5. 5 khoảng 5.2, 5.2. Họ tên này mình để là 20. Chỗ này học lực mình sẽ là phần trăm S. Học lực của mình khoảng cỡ 15. Chỗ này họ tên 40 đi. Phải học lực. Trên. Sinh viên A điểm 7, sinh viên B điểm 8, sinh viên C điểm 4, sinh viên D điểm 9, sinh viên E điểm 5. Sinh viên A mình chừa hơi rộng. Điểm 7 khá, sinh viên B điểm 8 giỏi, sinh viên C điểm 4 yếu, sinh viên D điểm 9 xuất sắc, sinh viên E điểm 5 trung bình. Được chưa? Do cái khoảng của cái tên này nè, mình chừa hơi rộng, cho nên nó cách hơi xa. Mình có thể sửa lại ở đâu? Ở đây. Cái chỗ xuất nè, thì chừa đến 40, nó hơi lớn. Rồi, như vậy mình đã xuất xong. Xuất xong. Bây giờ các bạn sẽ sắp xếp, trước khi xuất, sắp xếp danh sách sinh viên đã nhập, tăng dần thời điểm. Sắp xếp, mình sẽ sử dụng phương pháp sắp xếp gì là cơ bản nhất? Học ở C rồi, sắp xếp gì nào? Sắp gì? À, hai vòng for.
Đó là cái gì? Phương pháp sắp xếp dùng hai dòng for. Nói vậy cho dễ nhớ phải không? Có tên gì? Nhớ lại thử coi. Bây giờ mình sẽ là for in y bằng mấy? Bằng không. Y nhỏ hơn. Nhớ hơn mấy nào? Nhớ hơn mấy? Hai dòng for. Y chạy từ mấy đến mấy? Không đến. Đến. Ừ. Mạnh lên. N trừ 1. Chấm phẩy y cộng cộng. Rồi for tiếp. Int z bằng. Bằng. Bằng y. Cộng. Cộng 1. Chấm phẩy z nhỏ hơn n chấm phẩy z cộng cộng. Rồi làm gì? Nếu nếu gì? Nếu gì? Bây giờ mình so điểm. Nếu điểm sinh viên thứ y, chỗ này tăng hay giảm thì cái nào nhỏ hơn cái nào? Chú ý nha. Điểm sinh viên thứ z, nếu điểm sinh viên thứ y nhỏ hơn điểm sinh viên thứ z thì làm gì? Thứ nhất, mình có đến hai mảng. Mình có đến hai mảng cho nên là mình phải hoán đổi cả hai. Hoán đổi cả hai. Một là tên, hai là điểm. Hoán đổi cả hai. Như vậy chỗ này trước tiên mình sẽ hoán đổi họ tên. Vậy các bạn sẽ giúp thầy tạo ra một cái biến tạm ở đây. String họ tên bằng họ tên của sinh viên thứ y chấm phẩy họ tên sinh viên thứ y sẽ bằng họ tên sinh viên thứ z chấm phẩy họ tên sinh viên thứ z sẽ bằng họ tên. Mình đã hoán đổi được mảng đầu tiên. Mảng tiếp theo là gì? Điểm bằng điểm sinh viên thứ y. Điểm sinh viên thứ y. Điểm sinh viên thứ y sẽ bằng giờ thì em nhìn. Điểm sinh viên thứ gì? Điểm rồi, điểm danh rồi. Ủa nãy chưa lưu hả? Lưu nào thì tí nữa lưu lại thôi đâu vậy. Điểm sinh viên thứ gì sẽ bằng bằng điểm. Như vậy mình đã hoán đổi xong hai mảng. Được không? Xuất lại. Copy cái đoạn xuất này xuống. Tại vì mình chưa viết hàm cho nên mình xuất mình phải chịu khó mình copy code xuống. Chỗ này mình sẽ ghi là mảng sau khi sắp xếp xuyệt n. Được chưa? Chịu khó copy xuống. Hôm sau mình sẽ viết hàm, mình sẽ đưa tham số truyền đầu vào đầu ra để cho nó nhanh. Bây giờ thì mình sẽ code copy ra hai lần. Chỗ vòng sắp xếp này ổn không? Sắp xếp
Chạy. Lỗi gì ta? Lỗi gì đây? Mặc đâu? Chỗ này không thấy nó báo gì hết mà. Mặc gì nhỉ? Sinh viên A điểm 9, sinh viên B điểm 3, sinh viên C điểm 8, sinh viên D điểm 2 đi, sinh viên thứ 5 E điểm 7. Đây. A, B, C, D, E theo thứ tự mình nhập. 9, 3, 8, 2, 7. Và sau khi sắp xếp, người ta yêu cầu sắp xếp gì? Tăng dần theo điểm. Mình làm đúng không? Giảm dần theo điểm. Vậy thì mình đổi cái gì? Mình đổi cái gì? Mình đổi cái nào? Mình đang bị sắp xếp giảm dần nè, mà người ta yêu cầu tăng dần. Vậy mình đổi cái gì? À, đổi chỗ. Chỗ này, ok, xuất sắc. Vậy chúng ta đã hoàn thành lớp 3 bài bài mấy? Lớp 3 bài mấy? Bài 4. Dễ hay khó? Khó chỗ nào? Ừ, sắp xếp nội bộ. À, được chưa? Ừ, hay hen.